mình làm về bên điều hành tour, tức là mình sẽ quản lý tất cả các xe. Lúc đó là vợ có đi học thêm cái ngoại ngữ của trường ngoại ngữ Dương Minh, thì lúc đó đi khoảng 26 xe, 45 chỗ, thì đi Phan Thiết. Đi thì bình thường, lúc về thì không xe nào không hư, xe bíp nó hư. Trời Phan Thiết thì trời rất là nắng, mà xe hư hư ngay chỗ cái tủ kem. Cô đã thấy người yêu mình sốt rất là cao. Thuốc. Là nhà lúc đó không có ai luôn. Dạ. À không. Dạ, không. Trời đất ơi, vậy hả? Thì bố mẹ em có mua nhà ở đó cho em ở, nhưng mà em không có ở một mình được, em sợ lắm. Ở với bạn bè. Không có chúng bạn ở đó để mua thuốc hạ sốt cho em. Dạ. Thì bạn nó hôm đó thì nó cũng đi tiệc sinh nhật sinh ấy gì vậy, với lại em ít khi em nhờ ai mua thuốc, em có sẵn. Chị giới thiệu về mình. Xin chào quý vị khán giả, xin chào Nước Thuận và chị Hồng Vanh. Là mình tên là Đỗ Huỳnh Văn Huy, hiện mình đang là công tác ở tại bệnh viện Đa khoa An Phước Sài Gòn 2. Và Huy năm nay là 48 tuổi. Em mời chị. Dạ. Em tên là Lê Thanh Nga, 45 tuổi. Em là bác sĩ và hiện tại em đang có một cái phòng khám không đồng và một cái nhà lưu trú không đồng dành cho bệnh nhân nghèo tại thành phố Thủ Đức. Wow. Vậy là chị em mình ở chung một thành phố. Dạ. Về chuyên khoa của em là về trước đây thì em là chuyên khoa tai mũi họng và gia đình em thì truyền thống là bên y học cổ truyền và ông xã em cũng là y học cổ truyền nữa. Em bây giờ hầu như em điều trị về không dùng thuốc. Mình vận dụng y học cổ truyền nhiều. Dạ. Bây giờ là em chữa về y học cổ truyền thì bệnh gì em cũng chữa ạ. Xương khớp tất cả mọi thứ, đúng dạ. không? Mình sẽ trước hết là hỏi anh chị dạ. là năm nay là đã kỷ niệm bao nhiêu năm ngày cưới rồi? Dạ được 22 năm rồi ạ. Dạ. Vợ chồng em một cháu, năm nay cháu 21 tuổi ạ. Dạ. Cháu trai hay là cháu gái? Dạ, cháu trai. Cháu đang ở Mỹ học với ông bà ngoại ở bên đấy. Rồi bây giờ chúng ta quay cái đồng hồ thời gian lại mấy chục năm trước đây. Hả? Cơ duyên nào mà anh chị lại gặp nhau? Ngày trước thì Huy có lập thêm một cái bên về công ty du lịch. Mình làm về bên điều hành tour, tức là mình sẽ quản lý tất cả các xe. Đó là vợ có đi học thêm cái ngoại ngữ của trường ngoại ngữ Dương Minh. Thì lúc đó đi khoảng 26 xe, 45 chỗ, thì đi Phan Thiết. Đi thì bình thường, lúc về thì không xe nào không hư, xe bíp nó hư. Trời Phan Thiết thì trời rất là nắng, mà xe hư ngay chỗ cái tủ kem. Thì cái xe vợ hư, vợ nói rồi anh điều hành ơi, anh mua cho một cây kem. Thì sao là đem một cây kem lên trên một cái xe mà 45 người được, thì phải đem hết cái tủ kem lên. Thì lúc đó là làm gì? Là em luôn đó. Là em mão nguyên cái tủ kem dạ, luôn. Trời ơi, rồi có cho anh điều hành ghê luôn. Hên luôn. Nhưng mà bù lại thì em cũng có vốn liếng bự ha. Nhưng mà để lấy được cái số điện thoại của cô này cũng là một cái hành trình. Và trong cái nhóm của vợ đi á, thì có một cái bạn là nếu mà mình cứ cho ăn là bạn sẽ khai sự thật. Thì bây giờ đi đường thẳng không được thì mình đi đường vòng. Thì mình gặp bạn đó thì mình cho thêm hai cây kem nữa để mình lấy được số điện thoại của riêng bạn đó được hai cây. Dạ, bạn đó khoảng trăm mấy ký đó. Nhưng lần đó em có nhớ là anh đưa cho em cây kem có vị gì không? Dạ hầu như là em cũng không nhớ, là không có ấn tượng gì với bạn này hết đó. Rồi sao nữa? Sau về đó một tuần á thì thấy bạn gọi điện cho em, bạn này hỏi là nhà em ở đâu ấy, thì mời em uống nước. Tại em thì em không quen đi uống nước với ai bao giờ luôn. Vệ tinh của em thì rất là nhiều, nhưng mà thời điểm đó thì em mới ra trường, em đi làm xong rồi em lại thấy em đi giúp mấy bạn, nói chung là giúp người nghèo đó, thì em làm thấy lương nó cũng không có bao nhiêu, thế em cũng là xin mẹ tiền em thành lập công ty về phân phối điện thoại á. Em nhiều việc quá em cũng không quan tâm đến ai nữa. Cứ gọi điện như vậy thì em cũng cho địa chỉ xuống. Thì cái hôm đó bạn ấy xuống thì em thì cũng không có thói quen để mời nước ai. Đến nhà thì có nước ở đó thì cứ lấy uống thôi. Có một cái đợt mình đã đang trên Đà Lạt. Lúc đó là mình đi với công ty công ích ở Bình Thạnh. Đi khoảng 5 xe. Thì vừa tới nơi lúc 6 giờ, còn gần 6 giờ chiều, là bố trí xong hết tất cả các phòng ốc cho hết tất cả các đoàn. Là khoảng 8 giờ là xong. Còn xong công việc là phải điện thoại về với người yêu, hỏi em khỏe không. Điện thoại về cứ khều khều, hỏi ủa sao vậy. Em đang sốt mà nóng, mà cái lúc đó thì sốt nóng là rất là nguy hiểm. Ở nhà thì bố mẹ có công việc, không có ai. Ba lô của em thông thường đi hướng đi tour thì chỉ có cái ba lô thôi, chứ không phải vài bộ đồ trên đó thôi. Thì chưa có kịp lấy xuống là mặc luôn cái áo sơ mi thôi. Từ ở trên đó thì đi ra không có xe nào hết, chỉ ngày đó là chỉ có xe dù. Mà muốn có xe dù nhanh nhất là từ ở trên Đà Lạt phải đi xuống đèo Ren, phải xuống Đức Trọng. Em mặc một cái, em thuê một ông ba ôm chở, ông chở sổ đèo Ren xuống tới Đức Trọng. Thì em thuê một chiếc xe 16 chỗ, xe dù đó, là một chở một mình em thôi. Giờ bây giờ em không biết anh chạy như thế nào mà anh chạy về tới quận 9 sớm nhất cho em, là nguyên xe này em sẽ bao. Wow. Thì em chạy về tới nhà thì không biết khoảng 3 giờ 3 rưỡi sáng gì đó, mà cái xe nó khét lẹt. Không nó chạy. Thì khi mà tới nơi rồi á thì em vô á, để thấy người yêu mình sốt rất là cao.
Phước. Là nhà lúc đó không có ai luôn. Dạ. À không. Dạ không. Trời đất ơi, vậy đó hả? Thì bố mẹ em có mua nhà ở đó cho em ở, nhưng mà em không có ở một mình được, em sợ lắm. Thích ở với bạn bè. Không có chúng bạn ở đó để mua thuốc hạ sốt cho em. Dạ. Thì bạn nó hôm đó thì nó cũng đi tiệc sinh nhật sinh ấy gì vậy, với lại em ít khi em nhờ ai đi mua thuốc, em có sẵn. Vì cái bệnh tim của em là không có ai đi mua thuốc cho em được hết. Tại vì em lại còn thêm bị cái viêm họng đó. Thì nó bị sốt do viêm họng, em cũng nghĩ là nó không ảnh hưởng gì. Tại vì cái thời điểm đó em cũng đã hiểu được làm sao em vô được nhà để đó, mà em lo cho mọi. Tại vì tụi em rất là dễ kể. Em rất là dễ kể, tức là em không bao giờ mà chưa có sự đồng ý của phụ huynh là em không bao giờ vào nhà. Mình hiểu. Rồi sao mà anh thì có cái bà nói là đang sốt nóng lắm. Thì bảo kiểu đi mua thuốc đi. Đưa thuốc thì đưa cái toa đó. Cái toa này thì em theo sự suy đoán của em sẽ chạy đưa vào bệnh viện là nhanh nhất. Tại vì bệnh viện lúc nào người ta cũng sẽ bán thuốc. Rồi cái cảm xúc khi mà nhìn thấy bạn ấy tới nhà mình trong vào cái lúc mà tờ mờ sáng như vậy. Lúc như đấy thì em cũng nghĩ như là một người bạn bình thường thôi, em cũng chưa có cảm xúc gì hết. Rồi đến khi mà cứ nó cứ lặp đi lặp lại như vậy rất là nhiều lần. Xong rồi thời gian sau là các bạn nó tốt nghiệp đại học rồi, các bạn hết rồi, còn của mình em thôi. Thì cứ thấy bạn này ấy rồi buổi chiều thì bạn bè đến chơi thì các vệ tinh đến chơi thì cũng 8-9 giờ đi về mất rồi. Thì bạn này cứ trực chiến đó đuổi không về cứ như xong rồi mình cứ hỏi là sau cái hành trình mà cứ lặp đi lặp lại như vậy á, mà em thì cực kỳ sợ ma. Xong lại bị một cái anh hàng xóm anh sang anh kêu là bây giờ em yêu anh đi chứ không anh em mà không yêu anh là anh ra ngoài đường anh đụng xe anh chết gì đó. Em không biết là chả biết anh để ý em từ hồi nào, lúc đó em rất là sợ. Thế là bây giờ bạn này á, bạn tới với em cái thời điểm đó thì chính vì cái sự lặp đi lặp lại, cái sự chân tình của bạn nó làm cho em sao động đúng không? Tự dưng ở đâu á trong lòng mình nó cứ trỗi dậy là cứ nhớ bạn này. Xong rồi từ lúc đó thì gần vào cái dịp sinh nhật nữa, thế xong rồi đến tổ chức sinh nhật thì em cũng chả biết là bạn này bạn đang đặt bánh kem ở trong đó có những cái gì, em cũng biết là hoa các thứ. Thì tại vì em chỉ mời các bạn là đến cái nhà hàng đó dùng buổi sinh nhật của em, thì hôm đó khoảng 40 bạn thì toàn là bạn trai, không còn có 2-3 bạn gái thôi, chuẩn bị sẵn rồi mà. Thế là hát cái bài sinh nhật em cầm đàn guitar hát luôn, xong mấy ông kia văng hết rồi. Mấy ông kia văng hết rồi. Đêm hôm đó là bạn này là sáng nhất. Dạ thì về tối bạn mới nhắn tin thôi ạ. Làm bạn gái của anh thì sau đó khoảng 2 tháng sau thì mới đi ra Phan Thiết chơi lại. Là cái kỷ niệm đó thì bạn này với ra ngoài đó tổ chức. Xong rồi hôm đó em đi em mỏi chân quá thì bạn nó để bạn cõng cho. Thế bạn cõng ra cái chỗ bãi rồi bãi biển rồi bạn tự cầu hôn ngoài đó. Cũng lãng mạn ha. Tức là cái đêm mà tỏ tình thì là có đồng ý chưa? Dạ lúc đó thì đồng ý rồi đúng không? Đó, đồng ý thôi. 2 tháng sau em... là tỏ tình là cầu hôn luôn. Nhưng mà khi em yêu bạn này thì có gặp cản trở gì về phía gia đình bạn này không? Dạ có. Quen vợ cái ngày đó là em đi tour rất là nhiều, cho nên người nó vừa ốm mà nó đen mà nó xấu nữa. Mẹ của vợ cứ nghĩ rằng là em là cái người hướng dẫn hoa bướm rồi gì đó, sợ lo cho con gái. Dạ vâng, là dân du lịch. Người lớn nói thì em không có nói lại và em vẫn im lặng. Nhà bạn này thì bố mẹ ly hôn mỗi người một nơi. Rồi anh này anh cũng là một cái người nghị lực, tự đi học, tự lớn lên rồi trưởng thành. Nói chung là anh này có rất điểm cộng, rất nhiều điểm cộng để em tin tưởng em ấy vào. Tại vì em mới nói với mẹ là các bạn kia thì bố mẹ các bạn có điều kiện, thì sau này lỡ mà không may ấy thì con rồi bị yếu ớt như thế này. Nhưng mà tất cả những cái gì mà em cần là cần những người mà bên cạnh chăm sóc em thì hầu như bạn này có. Thì thời điểm đó thì bố mẹ em thì không đồng ý. Và khi mà hai vợ chồng em kết hôn thì là không có bố mẹ em. Nói chung là bố mẹ em đã từ bỏ bọn em mất khoảng gần 2 năm. Rồi sau khi bọn em có con rồi thì bố mẹ em mới suy nghĩ lại. Quá tuyệt vời luôn. Đúng rồi. Không. Cái chương thứ nhì của mình là cái chương mà gọi là vợ chồng sẽ nói với nhau những cái điều mà chưa hài lòng về nhau trong cái hôn nhân đó, để mà góp ý với nhau để cho cái hôn nhân nó đẹp hơn. Mà tại giờ tụi em đẹp quá rồi, đẹp mà không muốn hỏi. Anh không muốn hỏi cái phần đó luôn. Thành vợ chồng về nhà ở với nhau á, trời ơi bạn này bạn bê bối kinh khủng, bê bối ở giờ kinh khủng luôn. Đi làm về là chỉ được đá đôi giày ra là bay lên giường nằm, không tắm không gì hết. Không đúng rồi chị, tại vì bên này là bác sĩ cho nên ta kỹ dữ lắm. Còn ông này cái cốt ông là dân du lịch, mà dân du lịch không phải, mình xin lỗi dân du lịch nha, có nghĩa là ta bận đuổi đi cả ngày rồi về chính là vứt lung tung. Thì khi mà sau khi mà lấy vợ về, trước khi hàng xóm cũng không biết là ông chồng ở đây không nào. 10 giờ tối thì về mà 3 giờ sáng thì đi. Lúc đó vẫn còn làm du lịch. Dạ, còn làm còn chút à. Làm mấy tháng chị, nữa đi. Cái tật xấu là đi buổi sáng đi vô nhà vệ sinh chả biết cầm điện thoại vô trong đó một tiếng đồng hồ sau chưa thấy ra, gõ cửa đập đùng đùng, em lại sợ là đồ quỷ hay cái gì là em là hay ấy, cho nên cái nhà là sợ nhất cái đó. Với cái thứ ba nữa là lâu lâu ví dụ như là hai vợ chồng có tranh luận cái gì cái chả biết là cậu biết là cậu sai hay không, nhưng mà
cái gì vòng vòng qua lại rồi em cũng đúng là anh sai, thế là tự ái bỏ đi, xách xe tắt máy bỏ đi, em không biết đường nào tìm hết, khóc quá trời. Em muốn chồng em thay đổi cái gì? Thì em muốn chồng em thay đổi là sạch sẽ gọn gàng hơn một chút, dù có chuyện gì đi chăng nữa thì không được bỏ đi, xách xe bỏ đi. Bây giờ tới em đó, giờ em có những cái điều gì mà em mong cổ thay đổi? Dạ, vợ em á thì rất là chỉnh chu, ăn cách nói và cách khuyên chồng, cho nên em cũng không còn phải vợ em phải thay đổi bất cứ gì hết. Ngày trước như thế nào rồi bây giờ như thế nào, nó không có khác gì hết. Anh Huy có khó chịu vì một cái tính nào của cổ không? Không, không cái có tính nào cũng đáng yêu hết. Kỷ niệm các anh chị đến với chương trình Vợ Chồng Son thì em mong anh có một là gì với chị ha. Dạ, chúng mình đã lấy nhau hơn 20 năm rồi. Cái cầu hôn là đầu tiên á thì anh cầu hôn em ở tại bãi biển, cũng nhiều năm qua rồi. Em có nhớ là cái nhẫn của mình em bỏ ở đâu không? Anh chỉ trăn trở hoài, cho nên anh phải lục tung cái nhà lên và anh tìm lại cái nhẫn mà anh cầu hôn. Bây giờ thì anh cầu hôn lại lần thứ hai, em đồng ý làm vợ anh nữa. Wow. Trước đây á là bạn ấy cầu hôn em bằng cái nhẫn giả. 20 năm sau là thêm chiếc nữa. Sau khi đó là 3 năm sau bạn đã mua cho em một cái nhẫn. Xong bây giờ là cái... Vậy á. Trời ơi, cưng quá. Rồi. Cứ vậy em, hoài, vậy hoài nha. Đây nè, có một câu: em đồng ý làm vợ anh lần nữa nhé. Chồng khờ của em. Trời ơi, yêu vợ dữ vậy trời. Xin mời cô vợ giới thiệu cho mình. Dạ, em tên là Nguyễn Ngọc Hạnh. Năm nay em năm 34 tuổi. Lúc trước em có đi làm mà giờ em lui về ở làm nội trợ nuôi em bé. Làm nội trợ và nuôi em bé. Đó, dạ. Đó là rất là cao cả. Còn bạn? Dạ, em tên là Xuân Huy, năm nay 36 tuổi. Em về làm về điều hành tour tuyến. Ồ, vậy là em đi thường xuyên hả? Dạ, em đi thường xuyên, tuần nào cũng đi. Mà có thể là tuần đi nguyên tuần. Sắp tới chắc liên hệ bạn đi chuyến quá. Dạ, em sẵn sàng. Hai người gặp nhau trong trường hợp nào? Cách đây 11 năm về trước thì em đi học bằng lái xe và vô tình gặp vợ em. Nhưng mà cổ đặc biệt lắm, vô là nhìn là nhớ liền. Lúc đó tóc mà uống thì giống như cọng miệng liền vậy đó. Che cái bảng em hoài, không thấy. Che cái bảng. Xuống xe qua. Có gì như cái bảng của người ta. Như làm em bực quá. Cũng để ý từ lúc đó xong rồi cái không biết cổ có để ý mình không. Lúc đó cũng đẹp trai lắm. Thôi tự tin ghê. Cái anh này á hả, lúc đó anh không có đẹp trai như là anh nói không. Trời, lúc đó gọi là, lúc đó anh gọi là người mặt rỗ á. Ảnh mặt đánh mụn, quá trời mụn vậy á. Xong rồi trời nóng rồi là nóng vậy, anh khoác cái người có riêng dày được dày. Rồi mặt mình riêng, mình ăn dày. Em nói hôm này khùng chắc luôn á, thiệt. Chẳng ấn tượng hết. Tụi em gặp nhau 11 năm rồi, yêu nhau 11 năm luôn. Gặp 11 năm, yêu nhau 9 năm. Nghĩa là 2 năm theo đuổi. Dạ không. Tụi em quen 9 năm rồi, tụi em cưới được 3 năm. Mà gặp nhau là 11. Dạ. Tìm hiểu quá trời lâu hả? Ủa, bao lâu thì có con? Dạ thì cưới là sanh liền, bé được 17 tháng rồi. Rồi, em về nhà rồi thì phát hiện ông này có gì xấu không? Dạ. Xấu gì, giờ người ta hiểu nhau hết, yêu nhau tới 9 năm rồi, không hỏi gì. Quen 9 năm vậy, không có biết được tật xấu. Trời ơi, ông che hay quá vậy. Dạ, cưới về lập tức biết liền luôn. Lập tự nhiên biết nó lòi ra, dạ. Xấu gì? Như nó lòi ra, tật xấu gì mà lòi dạ, ra. Nói là trong đêm tân hôn lòi tật xấu luôn. Dạ không, như 9 năm thì ảnh không bao giờ thích uống rượu. Không bao giờ thích nhậu, nhưng mà khi mà cưới về là rất... Anh rất là ham nhậu. Nhậu đến nỗi mà vợ bệnh con đau hay là bất cứ cái nhà cháy gì anh cũng không bao giờ mà rời khỏi cái bàn nhậu, trừ khi mà no say rồi sẽ tự ảnh đi về. Hết mình trên bàn nhậu. Dạ đúng rồi. Nhiều khi tại em cũng làm cái nghề tiếp xúc nhiều khách hàng đồ thì cũng tất cả các thành mọi thành phần nhiều đó, nên thêm phải... cái tật xấu là hay biện hộ nên phải dạ, phải tiếp hộ. Đúng. Mà tin đó, chị tin đó là đang biện hộ. Rồi, đang biện hộ. Thêm cái thật hay nói xạo với vợ nữa chứ. Nhiều khi á, nói xạo, nói dối cho qua chuyện. Có một lần mà tụi em muốn ly dị luôn. Lúc đó là con nó đau, nó sốt 3 ngày liền luôn. Mà em mới điện là thôi, lúc đó em ở dưới quê kêu thôi đi về với phụ em. Anh kêu tôi hả, quan trọng lắm, anh không thể nào bỏ được. Đấy, anh đã hứa rồi là phải nhất định phải đi. Cái em cũng cho đi. Rồi cuối cùng cũng lộ ra là đâu phải đi tour cho công ty đâu. Mà đi về quê của sếp chơi á. Cái đó mình nói mình không đi cũng được. Được nhưng mà chứ đâu dạ, được. Vậy mà ảnh cũng nhất quyết, ảnh nói xạo với em là để ảnh đi được cái tour đó thôi. Mình không biên hộ nha. Anh nghĩ bé mình dưới 1 tuổi thì chuyện sốt là chuyện thường xuyên. Nhưng mà câu hứa mình đã hứa rồi, hứa rất nhiều người. Hôm bữa đó là đi về, mình về quê, mình tặng căn nhà tình thương. Rồi với lại phát quà, phát học bổng những em nghèo hiếu học rồi đó. Thì bữa đó là em cũng lên đại diện công ty phát biểu rồi công ty rồi, không thể nào bỏ được. Nên mình cũng gán mình phải nói dối này, nói dối kia. Cho nó qua, xong rồi vợ phát hiện thì mình về mình năn nỉ sao. Dù sao cũng là người trong gia đình.
Vậy sao không nói thật ngay từ đầu mà cứ nói xạo nè, tour quan trọng rồi nè, sếp đi hết, công ty đi hết, không ai để đi cái tour đó nên bắt buộc anh phải đi. Rồi đã vậy hả, đi du lịch này kia đi về á là không bao giờ mà mua quà cho vợ, từ 11 năm nay chưa bao giờ anh mua quà cho em hết á. Rồi có một lần á, gọi đi Tây Ninh cái gọi điện cho vợ kêu vợ bánh tráng không kêu thì anh mua thì em về em ăn, về mua nguyên một bịch bánh tráng bự lắm, đem về cả muối này kia đem về, cái em tưởng mua về cho em, cái em lấy ra ăn, nó sáng mai gom muối gom bánh tráng gom hết luôn, không còn một bịch nào, đem hết lên cho công ty. Nó cái này là anh lỡ hứa rồi, anh cũng lỡ hứa rồi, anh lỡ hứa mua quà cho đem lên trên đó rồi, cho nên giờ gom hết. Nói chung là thì thay vì mình mua hai bịch nhưng cho vợ ở nhà cũng một bịch cũng được, gom hết gom sạch sẽ, nói chung là một cả muối cái em nó mở ra muối cũng đem hết mà thôi. Thường bánh tráng ăn bánh tráng mà với muối thì chỉ có đồng nghiệp nữ thôi chứ nam đâu dạ đúng mấy cô kế toán cô ý ôi cứ năn nỉ mua đi bởi vậy mà sống hết mình gì kế toán tính mình yếu đuối nữa thấy thương quá ngoài đưa bánh tráng rồi còn đưa gì nữa không còn, còn như về tâm sự ở khi mà không có vợ ở nhà nữa gì? Tâm qua sự nhà dạ. Qua nhà đồng nghiệp nữ tâm sự dạ không tâm sự trên Facebook á, xưa giờ em tin tưởng lắm, em không bao giờ mà kiểm tra cái đó, từ hôm đó anh quên tắt máy thì em nhìn vô em thấy nói chuyện trên đó thì em mới nói đó, cái kêu có gì đâu anh đâu có gì đâu chỉ là bình thường á. Vậy mà lần sau em mở tin nhắn ra thì xóa sạch sẽ luôn, không còn một tin cũ tin mới không còn gì. Em hỏi ủa tin nhắn sao xóa hết, anh kêu chứ máy tính dữ liệu đầy quá cho nên á hả ảnh xóa hết. Mà em hỏi chứ máy tính làm sao mà dữ liệu nào mà đầy quá độ mà nghẹt của máy tính luôn á. Vậy lần sau phải nói hết. Là nó bị virus. Dạ. Em nói đây là lần thứ hai em nói, em không có muốn nói nữa, chấm dứt liền. Vậy mà lần thứ ba em mở ra em vẫn thấy, mà em thấy còn hả nhắn tin còn ghê gớm hơn, như còn thân mật hơn rồi hả, nói chung hả những cái mức độ cấp độ hồi xưa còn một thì giờ nó tăng lên gấp tới mấy chục lần nữa. Em nói thôi bây giờ nghỉ làm, không nghỉ làm thì ly dị. Tại nhà em là ba anh em trai không, nói chung là mấy bạn nữ rồi á, mình thiệt tình là mình coi như anh em trong nhà chứ mình không suy nghĩ gì, mình quan tâm cũng là ý là người anh đối với, tại mình cũng là lớn hơn những người bạn đó. Nhưng mà em thương người, nhưng mà em phải thương vợ em trước, có nghĩa là em phải thương vợ em nhiều hơn là thương người. Dạ đúng. Yeah, em lúc nào cũng vậy. Tại sao không cho ta ăn bánh tráng mà gom hết đi cho mấy bà kia mua 10 bịch phải để chừng 3 bịch ở nhà cho vợ, đem 7 bịch thôi gom hết luôn không, cả muối gom đi luôn không, chắc sợ vợ ăn nhiều quá đau bụng. Dạ, em thấy nó không được ngon thấy chưa đi. Bây giờ nè, vợ em ngoài cái ghen ra còn có thật xấu gì nữa không? Em không biết nữa, nhưng mà sớm em biết. Sớm em biết là sao? Chắc đánh chồng hả? Dạ không, thường thường em đi về đi nhậu về trễ là bả treo em dây, lên dây điện kéo vòng vòng sớm. Ủa là sao treo dây điện kéo vòng sớm là sao, em còn chưa hiểu. Dạ, ý là ví dụ mỗi lần em đi nhậu xỉn về hay gì á là ví dụ cái chuyện đó chuyện gia đình thì mình đem gia đình mình xử, chứ không phải là mình chụp hình chồng mình lên nhậu xỉn bê bét nằm lê lết như ngoài ở trước cửa lề đường xong chụp hình đưa lên mạng đồ tung tùm lum mình gửi bạn bè vậy nhìn không không được. Dạ, phải giữ thể diện cho chồng chút đó, em chỉ sợ vậy thôi. Thì em đưa lên Facebook thôi, tại ảnh kêu là ảnh nhậu về ảnh anh hùng lắm, ảnh tham nhậu đâu bao giờ xỉn, ai cũng phải xỉn hết trước hết rồi ảnh là tỉnh đi về tới nhà. Lần đó em mở cửa ra thì em thấy ảnh nằm ngoài cửa ngủ á, cái lấy máy chụp hình em chụp em đăng lên Facebook cảnh báo đây là những người mà chui vô chai rượu ngồi đây nè là tan nát cửa nhà cũng là vì nó nè, đây là cái bản cảnh báo giống như là tránh xa dòng điện cao thế vậy đó. Trời ơi. Dạ. Chị hỏi thiệt em nè, lúc mà em nhìn chồng em mà nhậu xỉn xong cái bèo bọt vậy em chán không? Em không thấy chán, nhưng mà em chỉ thấy cảm thấy là trong người mình bực bội lắm lắm luôn á, mà khó chịu mà tức lắm, lúc đó chỉ muốn lôi đầu dậy cho tỉnh dậy luôn á, cho nhậu xỉn cỡ nào cũng phải đứng lên chứ, đứng lên mà vô tại sao mà cứ ngồi đứng tại sao chỗ nổi mà đứng. Dạ rồi xin lớp. Dạ thì nếu mà không đứng giờ, nổi á thì thứ hai ba chiều mà đòi ông đứng sao đứng nổi. Trời ơi, thằng cái 10 giờ tới 2-3 giờ chiều là đâu có nhiêu đâu. Thì em nói là phải, dạ em nói chung là em lo nhiều, như anh đi làm múc ở nhà bè lận mà xỉn cỡ đó thì tại sao từ bên nhà bè mà về quận 3 nó rất là xa. Có nghĩa là trong đầu em, trong lòng em chưa có chữ chán ở đó đúng không? Dạ. Mà là thương và lo. Dạ. Đúng không? Em thấy cái điều đó là cái điểm rất là may mắn đó. Chứ chị nói dạ, thiệt, nhìn những ông đàn ông mà lúc mà nhậu, trời ơi chị nhìn những cái thiệt với em muốn ói luôn á. Gặp chị là chị quải lắm luôn á, chứ còn không có cái chuyện mà như vợ em á, mà chị có thương và lo thôi. Đó, ngoài... tại sao chị xoáy vô chị hỏi vậy đó? Ở ngoài ra thì vợ em bình thường thì ở gia đình, ở trong nhà thì như thế nào? Ngoài những cái tật xấu đó ra thì còn gì nữa không? Em không biết cái này nói là tật xấu hay là mình khen hay mình chê, nhưng mà cái tính quá kỹ lưỡng. Kỹ lưỡng? Kỹ mà kỹ quá. Em đi về, người con trai mình hơi bừa bộn chút xíu, rồi mình mang dép mình để ra thì cái chân mình hơi dơ chút xíu, vô quẹt hơi chấm đen giống như nó đi dơ chút xíu thì mình quẹt thôi, là bà lấy bà ra, bà lấy cái dẻ bà chùi sạch bóng cái nhà nó, mà nhà là thấy bóng trắng sáng vậy đó. Em lỡ em chải đầu hay gì mà rớt con tóc xuống là phải đi lại lụm cho sạch. Rồi có chùi em luôn không? Ôi, có chùi cái chân em luôn không?
bắt vô là phòng tắm tắm liền. Có lúc em tắm luôn á, tại ảnh tắm dơ lắm, cục xà bông á, ảnh sợ lắm, ảnh sợ cục xà bông bị hư á, ảnh cứ lấy anh chậm chậm vậy nè, xong ảnh xức 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 lên người vậy nè, quẹt quẹt giống như sợ cục xà bông ở đâu á. Mà xài mấy tháng trời thôi chưa hết cục xà bông nữa đó. Nhiều khi em lôi ra em kỳ cho trời, giống như là con trai em vậy á. Kỳ kỳ hết người mà còn có nửa cục xà bông cũng chưa hết, kỳ kỳ không có bọt luôn, cống luôn phải không? Dạ. Bây giờ em muốn chồng em thay đổi điều gì? Dạ em muốn ảnh là cái gì cũng cứ nói thật với em, tại vì cái niềm tin nó rất là quan trọng. Với lại ảnh nhậu á thì cũng phải biết vừa đủ thôi, rồi hả cái gì cũng vậy, đừng thích thể hiện, quan tâm quá đáng. Với bạn nữ á, cái nào mình phải rõ ràng, cái nào hạn chế. Ủa em, tại sao em lại có cái nhu cầu mà có nhiều em gái vậy? Dạ thì nói thiệt là lại có ba em đem. Cũng đang nhà em con trai nhiều. Em cứ khoái là có một người em gái, bạn giống như là một là con gái, hai là em gái hoặc là con gái. Bây giờ em con đang có là con trai. Tại sao em vợ em thua em 2 tuổi, tại sao em không cứ thí dụ vợ em là con gái em đi, hoặc là em gái của em đi? Thì lúc trước rồi, nhưng mà thành vợ rồi. Lúc trước là em cái nuôi xong rồi giờ thành vợ. Rồi lấy, rồi giờ thành vợ, rồi mấy nhỏ em gái kia rồi nuôi, chừng nào lấy nó. Còn hỏi ác ghê không? Thì phải hỏi chứ. Bây giờ quy trình của ổng là vậy mà. Chưa biết là suy nghĩ. Trời ơi. Quá. Thôi stop dừng lại. Đó. Nuôi một người. Không ai cấm em cái chuyện mà đồng nghiệp, bạn bè và những mối quan hệ xã hội khác bên ngoài. Nhưng em phải nhớ rằng á, khi em vui vẻ thì bạn bè rất là nhiều, nhưng khi em có chuyện gì bên cạnh em chỉ có vợ em, cha mẹ em và con em, nếu như mà sau này nó lớn. Em cứ nhớ điều đó, và em phải dành cái cuộc đời của em, cái sức khỏe của em cho những người thân yêu của em nhiều nhất, rồi sau đó mới là những người xung quanh, bạn bè, đồng nghiệp. Còn em á, cái việc mà em lo cho chồng em như vậy là không phải là sai, nhưng một lúc nào đó em phải để cho chồng em ở thế chủ động. Cái bản tính của đàn ông là như vậy, họ thích che chở, họ thích bảo bọc. Bây giờ tước cái quyền nó đi rồi, họ sẽ tìm cái che chở bảo bọc ở một nơi khác. Tại sao cứ đi thể hiện bên ngoài? Là tại vì ở nhà không còn cơ hội để thể hiện nữa. Cái gì em cũng lo toan hết rồi. Em phải tạo cho chồng em một cái trách nhiệm. Anh phải là người trụ cột, anh phải là người quan tâm lo lắng cho cái mái ấm này. Được không? Dạ được. Rồi. Xin cảm ơn hai bạn. Rất vui được chào đón hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Phải nói là rất là bất ngờ khi mà có một cô dâu người nước ngoài đến với chương trình Vợ Chồng Son như thế này. Em biết nói tiếng Việt không? Dạ vâng, em biết nói tiếng Việt. Rồi giờ mà hai em giới thiệu về mình. Bạn phải đoán nè. Đoán hả? Dạ đoán nha. Em phải người Ukraine. Dạ đúng rồi. Ủa sao chị hay vậy? Sao chị biết? Trời, em tưởng đâu đi là Em có phải là người Hà Nội không? Em là người Hà Nội. Hay không? Trời hay quá. Giờ thành thầy bói được luôn rồi. Chị bói hả? Sao hay quá luôn á. Rồi bây giờ mời hai bạn giới thiệu về mình. Nó chứ không phải đoán đâu. Tại vì á, thấy cô bé này ở ngoài xinh quá. Hồi nãy có lén lén hỏi bên ban biên tập á, là cô bé này ở đâu mà xinh quá vậy. Biên tập mới nói là người Ukraine. Vậy đó. Chồng người Hà Nội. Nhưng mà là chắc là em sang Việt Nam đã lâu rồi đúng không? Dạ vâng, em sang Việt Nam 5 năm rồi. 5 năm rồi. Rồi thôi bây giờ giới thiệu về mình đi. Để em vợ giới thiệu trước hay chồng đi? Để em giới thiệu trước. Rồi mà em. Em tên là Sofia Phan, em đến từ Ukraine. Bây giờ em sống ở Hà Nội. Có em bé con lai xinh xinh. Bao nhiêu tuổi? Em bé mình 18 tháng tuổi. 18 tháng. Dạ. Còn Sofia Ma bao nhiêu tuổi? Em 27 tuổi. 27 tuổi. Dạ. Quá trẻ so với tuổi. Như là Sofia có chơi TikTok này đúng không? Dạ vâng, em có TikTok, YouTube. Hai vợ chồng cùng làm TikTok đúng không? Dạ vâng. Dạ vâng. Có coi rồi. Dạ. Có coi TikTok của hai bạn này rồi. Dễ thương lắm. Dạ. Sắp tới nhìn hiền, nhìn đây hiền đúng không? Không có hiền. Lên trên TikTok là khác. Không có hiền tí nào, trôn vợ không à. Thật ra lúc đầu vợ chồng em cũng chỉ quay TikTok để cho vui thôi ạ. Nhưng mà đến lúc sau thì thấy được mọi người ủng hộ nhiệt tình, cho nên là vợ chồng em cũng cố gắng quay để giữ lại những khoảnh khắc đẹp của gia đình. Dạ. Không ngờ là được rất là nhiều người ủng hộ đúng không? Dạ. Nhưng mà bạn nhỏ 18 tháng dạ. Thì bạn ấy có tham gia trong clip nào chưa? Có chứ. Chắc em là được nhiều người mến mộ lắm đúng không? Dạ, dạ. Rồi bây giờ mời em giới thiệu về mình. Dạ em là Sơn, Phan Vũ Sơn tên đầy đủ. Em sinh ra thì sinh ra ở Ukraine. Em không sinh ra ở Việt Nam. Em sống ở Ukraine một thời gian.
xong rồi sau khi hai vợ chồng sau khi tốt nghiệp đại học xong thì hai vợ chồng có làm đám cưới ở bên U, xong rồi mới quyết định về Việt Nam để để xem, một là xem thị trường, hai là để thử sức mình ạ. Dạ. Nhưng mà ba mẹ em là hiện giờ thì ở đâu? Bố mẹ em thì cũng ở Việt Nam ạ. Nhưng mà không cố định ở một thành phố, mà do công việc cho nên là bố mẹ em đi lại đi Sài Gòn, Nha Trang, Hà Nội đi liên tục. Nhưng mà Sơn, ngành chính của Sơn là gì? Ngành chính của em là marketing. Dạ, em theo học marketing từ hồi học đại học, xong rồi lên thạc sĩ em học tiếp về marketing. Nhưng mà bây giờ thì em ở Hà Nội thì lại em ở chung với bố mẹ hay là hai vợ chồng ở riêng? Dạ, hai vợ chồng hiện tại đang ở riêng ạ. Dạ vâng. Nhưng mà là ở ngoài Hà Nội. Ở ngoài Hà Nội ạ. Dạ. Sophia có làm, Sophia làm gì? Em làm content creation. Nói chung là làm kế hoạch cho các video trên TikTok và YouTube của mình, và chỉnh sửa video. Editor. Mà thường là em dựng trên trên máy tính lớn hay là em dựng trên điện thoại trực tiếp? Tạm thời chỉ dùng trên điện thoại, edit trên điện thoại. Giờ rất tiện. Dạ vâng. Chỉ cần một cái điện thoại. Em cũng chăm em bé cho nên là không có nhiều thời gian tiện. Ô, như vậy là Sơn là du học sinh ở tại Ukraine. Và phải. Cô bé này em sinh ra ở bên đấy luôn. Sinh ra ở Ukraine. Ồ vậy hả? Dạ. À, bạn này là người Ukraine nữa thì chắc chắn là các bạn quen nhau ở tại Ukraine là hoàn toàn hợp lý. Dạ vâng. À, nhưng mà là chắc là quen để đoán nha. Dạ. Chắc là học chung với nhau trong một cái trường, có thể là trường trung học. Và hai bạn coi như là quen nhau từ lúc đó luôn, gọi là thanh mai trúc mã, đúng không? Thật ra thì hơi khác một chút. Vợ chồng em thì quen nhau do là hai vợ chồng là học cùng một trường đại học tổng hợp. Thì em học khoa ngoại giao, còn vợ em Sophia thì học khoa tiếng Việt. Khoa tiếng Việt. Vâng. Thì do trường có tổ chức nhiều sự kiện cho nên là hai vợ chồng có dịp gặp nhau thường xuyên. Từ đấy là bắt đầu tìm hiểu với nhau. Tức là quen nhau lúc mà đang học đại học. Dạ vâng ạ. Cỡ 20 bắt đầu. Năm thứ nhất hay là năm cuối? Năm thứ nhất là cỡ 20 tuổi. Bắt đầu từ năm thứ 2. Dạ. Tức là tầm 20 mấy là quen nhau rồi. Dạ vâng. Nhưng mà em học ở trường đại học đó, em có học tiếng Việt không? Em không ạ. Nhưng tiếng mà Việt lại gặp một cô gái Ukraine. Dạ. Lại học cái ngôn ngữ của quốc gia mình. Dạ đúng ạ. Đúng chưa? Dạ. Chắc có lẽ là cũng thích cô gái này bởi vì là cô ấy yêu văn hóa và yêu ngôn ngữ Việt Nam. Cũng chính vì lý do đấy là em cũng thấy tò mò tại sao một cô gái người U mà lại rất là thích tiếng Việt, mà lại cũng thích tìm hiểu về phong tục tập quán của Việt Nam. Thì em mới bắt đầu tìm cách để hỗ trợ Jun. Hỗ trợ luôn. Nhưng mà tại sao Sophia lại thích tiếng Việt? Dạ lúc mình vào trường thì mình đã muốn chọn một ngôn ngữ châu Âu. Bởi vì hồi xưa mình học nhiều tiếng châu Âu. Sau đó mình quyết định học một ngôn ngữ khác, ngôn ngữ mới. Cho nên là mình chọn tiếng Việt. Sao không học tiếng Lào, Campuchia? Không có, không có. Anh hỏi Sophia nè, vậy thì Sophia biết được bao nhiêu thứ tiếng? Dạ em biết tiếng Ukraine, tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Việt và một chút tiếng Đức. Sơ sơ là 5 tiếng rồi đó. Dạ vâng. Rồi bây giờ nè, sâu vô vấn đề nè. Dạ. Lần đầu tiên mà em gặp Sophia, em có ấn tượng gì về cô gái nào? Ngoài cái việc là cô ấy thích học tiếng Việt. Cái ấn tượng đầu tiên em nhớ là em chỉ nhìn thoáng qua thôi. Thì em đã thích, em đã thấy một cái sắc đẹp nó rất là tuyệt vời. Thì em đã bị quyến rũ bởi cái sắc đẹp đấy. Thì từ lúc đấy là em tìm mọi cách để tiếp cận, đối tượng và làm quen. Xong rồi tìm xem cô ấy cần những cái gì, đang thiếu sót những cái gì thì mình bắt đầu mình tìm cách để mình hỗ trợ và bù đắp. Mà đã vậy là còn phát huy được kỹ năng nữa. Em học ngoại giao nữa đúng không? Dạ, dạ. Cho nên là bây giờ là tiếp cận được Sophia là còn phát huy được cái kỹ năng trong cái sở trường học của mình. Không, cái này anh hỏi anh tò mò nha. Dạ. Là anh được biết là các cô gái Ukraine rất đẹp, mà phải nói là về nhan sắc là đứng phải nói là trong hàng top trên thế giới luôn.
Hả? Vậy thì ngoài, anh nói thật nha, ngoài Sophia ra thì trong lúc đó em còn có tia bao nhiêu cô gái nữa không? Thì tất nhiên là cái này nói hơi khó. Không biết cô hiểu không ta? Hiểu hết rồi. Sophia hiểu hết đúng không? Tia. Thì tất nhiên là thời sinh viên thì tất nhiên là thời sinh viên thì có rất là nhiều bạn gái người U đẹp và quyến rũ. Nhưng mà em từ khi gặp được Sophia là em đã cảm thấy là có một cái gì đấy kết nối em với Sophia. Từ khi gặp Sophia là lúc đó cứ cho như là em 20 tuổi đi. Dạ. Ở trước 20 tuổi á, là em chưa gặp Sophia là em có gặp cô gái người Việt nào không? Tức là trong cái bộ sưu tập về người đẹp của em á, là có cô gái người Việt nào không? Thì ở đấy ở bên U ấy thì cộng đồng người Việt nó cũng không đông lắm, mà em ở thành phố Kiev thì cộng đồng người Việt cũng nhỏ thôi. Em lại sinh ra ở U cho nên là cách sống với cách nhìn nó hơi khác một chút. Có thể là nó không hợp với những người con gái Việt. Đấy thì em cũng không, có nghĩa là chưa dạ, có chưa, một cô chưa. Bạn người Việt dạ nào? Đúng rồi. À, nhưng mà người U thì có đúng không? Người U thì chắc có chứ gì không. Hỏi nhầm Sophia. Rồi bây giờ tới Sophia nè. Sophia có nhớ là lần đầu tiên Sophia gặp anh này trong một cái hoàn cảnh nào không? Dạ vâng, mình nhớ em gặp anh Sơn lần đầu tiên ở bên trường của em. Lúc đầu thì em không chú ý nhiều đến anh Sơn. Nhưng mà sau đó anh Sơn bắt đầu giúp đỡ nhiều, muốn giúp học tiếng Việt. Thì mình thấy anh ấy rất là nhiệt tình, rất là người kiểu giúp đỡ, muốn giúp đỡ. Nhưng mà em có thấy Sơn đẹp trai không? Dạ có. Mà Sơn là người bạn trai Việt Nam duy nhất hay là trước đó em có quen với con trai Việt Nam chưa? Trước đây em đã sang Việt Nam để thực tập tiếng Việt ở bên trường xã hội và nhân văn ở Hà Nội. Thì cũng ở đó có nhiều bạn trai người Việt mà khen em. Thích em. Dạ thích em, nhưng mà chưa có quan hệ. Em chưa thích ai hết. Dạ, đúng không? Nhiều bạn nhưng mà em chưa yêu ai hết. Bởi vì em cũng thấy nếu có quan hệ với người Việt Nam nội địa thì nó cũng khó một chút. Bởi vì mình thấy anh Son là Việt Kiều từ Ukraine cho nên là rất là dễ giao tiếp. Nhưng mà trước khi quen Sơn thì em có bạn trai chưa? Dạ có. Đó mà gặp Sơn. Dạ. Rồi sau đó thì cái câu chuyện của các em nó phát triển như thế nào? Và Sơn chủ động tấn công cô gái này ra sao? Trong bao lâu thì như là chiếm được cái tình cảm của con? Khi mà bắt đầu từ cái lúc mà em với Sophia quen nhau ấy, thì bọn em cũng bắt đầu tìm hiểu về nhau nhiều hơn. Tại vì sở thích cũng giống nhau, cũng có nhiều chuyện để tâm sự. Thì cũng thời gian nó cứ trôi qua dần dần thì bọn em bắt đầu có cảm tình với nhau càng ngày càng nhiều. Mấy tháng là cuối dính? Mấy tháng? Chắc là khoảng nửa năm ạ. Nửa năm bọn em tìm hiểu về nhau. Xong rồi sau đó là chính thức là yêu nhau. Dạ. Vậy là trong nửa năm đó là Sophia có nói sỏi tiếng Việt không? Coi như em cố gắng hết sức để mà dạy tiếng Việt cho Sophia gì đúng không? Dạ vâng. Em cũng cố gắng hỗ trợ cho Sophia về vấn đề tiếng Việt, xong rồi phong tục tập quán của Việt Nam. Những cái gì mà Sophia không hiểu thì em luôn luôn cố gắng giải thích. Còn nếu mà em cũng không hiểu nữa thì em lại phải nhờ đến bố mẹ. Em mình cũng là sinh ra ngoài bên đó mà. Dạ vâng, đúng rồi. Như vậy thì cái kết quả thi của Sophia có đạt thành tích tốt hơn so với các bạn không? Em học về ngôn ngữ Việt mà đúng không? Dạ. Người Ukraine so với người Việt à? Lúc mà em thi á, tại vì em học bên ngôn ngữ Việt đúng không? Dạ vâng. Vậy lúc em thi á, thi tốt nghiệp á, dạ. Cái thành tích của em có cao không? Dạ cũng cao, là 90 từ 100. Dạ. Là có cái sự giúp đỡ của Sơn nhiều không? Có chứ. Không có đèn hỏi Sơn nè,
Thật ra là trong cái tiếng Việt Nam mình á là rất khó nha. Dạ. Nhất là trong cách phát âm. Dạ đúng rồi. Vậy thì em có nhớ cái câu chuyện nào mà nó liên quan đến cái việc nó liên quan đến cái việc gọi là em dạy cô ấy phát âm không? Có câu chuyện vui nữa không? Về phát âm sai thì trong đời thường do tiếng U nó cũng là không có dấu, nó cũng giống như các tiếng đó. Châu cho nên là khi mà Sefia phát âm nhiều lúc là Sefia có thể nói nó sai từ ấy. Em có nhớ cái từ nào mà sai không, mà nó vui ấy. Từ nào nhà vợ có nhớ? Em nói sai nhau quá. Tại vì thật ra tiếng Việt Nam mình rất khó nha. Dạ. Vâng, rất khó, cho nên là thật ra để mà nói ví dụ cụ thể thì cũng khó, tại vì trong đời sống bình thường vâng cứ sai thì em sẽ cố gắng sửa cho sạch nha. Dạ. Rồi là yêu sau 6 tháng là bắt đầu chính thức yêu nhau. Dạ. Lúc đó là có đưa về gặp bố mẹ chưa hay là yêu một thời gian lâu rồi mới đưa về gặp bố mẹ? Sau khi chính thức yêu nhau thì em có nói chuyện với bố mẹ. Và bố mẹ em dạ vâng, có bố mẹ em. Cũng kể qua thôi. Chưa đến một lúc sau nữa thì em mới quyết định là cho xe kia về để giới thiệu với bố mẹ, với gia đình. Mà là tại bên U luôn? Ở bên U ạ. Dạ vâng. Là em đưa Sofia về với bố mẹ em trước rồi em mới qua gặp bố mẹ của Sofia. Đúng rồi. Xong rồi em nhớ là lần đầu tiên em tới nhà Sofia là sau khi em đi du học ở Anh về. Em du học ở Anh về là em qua luôn từ sân bay, em chạy về thẳng nhà Sofia để làm quen với bố mẹ Sofia luôn. Rồi ông bà sao? Ông bà welcome con rể Việt Nam không? Thì lúc đấy thật ra là cũng chưa biết là con rể hay chưa. Biết bạn chỉ biết là dạ vâng, chỉ biết là bạn trai thôi. Thì em nghĩ là mọi thứ cũng bình thường. Bây giờ phải hỏi Sofia, sau khi mà Sơn về thì bố mẹ em có nói gì về Sơn không? Có thích không? Có thích không hay là? Vâng, em nhỏ hồi đấy bố mẹ rất thích, cũng nói là con trai hiền, rất lịch sự. Và nói chung là anh Sơn là người Việt nhưng mà bố mẹ của em không có vấn đề ngôn ngữ bởi vì anh Sơn biết tiếng Ukraine. Đúng rồi. Nhưng mà cái ngày đầu tiên mà Sơn đến nhà em á, Sơn mua cái gì tặng cho bố mẹ? Dạ bạn có chắc mua sô cô la, trà từ Anh. Đúng rồi, trà từ Anh. Trà Việt Nam hay là trà Anh? Trà Anh. Trà Việt Nam. Dạ. Trà từ Anh. Rồi, nghĩa là sau đó là như là hai bên gia đình đều coi như là đồng ý cho cái việc là hai đứa coi như là tiến sâu hơn nữa. Dạ vâng. Đúng không? Đúng rồi. Đó. Như vậy là chuyện tình cảm của các em không có gì gọi là chắc trở, khó khăn gì thuận lợi không? Có chia tay chia chân trong cái thời gian yêu nhau không? Có ghen hờn gì không? Đó. Thật ra tình cảm tình yêu của bọn em yêu nhau là 4 năm trước khi cưới. Bọn em phần lớn là phải yêu xa, tại vì lúc bọn em yêu là em phải em mới tốt nghiệp đại học xong và em còn phải đi học thạc sĩ ở Đức nữa. Với Sofia cũng tốt nghiệp và đi học thạc sĩ ở Việt Nam. Cho nên là 4 năm là hai vợ chồng em là yêu xa. Ủa như vậy là em học thạc sĩ ở Đức. Dạ. Rồi em đi qua Anh em học cái gì nữa? Em qua Anh trước, em du học xong rồi em mới qua Đức. À. Dạ vâng. Coi như Ukraine là quê hương của cậu rồi. Qua cậu sanh ở đó rồi. Anh học xong rồi qua Đức. Đúng rồi. Dạ. Lên đó. Rồi sau đó bắt đầu yêu xa hết. Yêu xa hết 4 năm ạ. 4 năm. Yêu nhau 4 năm. Dạ vâng. Mà xa nhau 4 năm luôn. Dạ. Nhưng mà trong cái mình em thì sang Đức, anh Son thì sang Việt Nam để chơi vài tháng, sau đó lại xa nhau. Rồi như vậy là anh đoán nha, tức là sau khi đi học về và đi ở bên Anh về đi thẳng qua nhà Sofia. Dạ. Sau đó là coi như là chắc cũng vài tháng là hai đứa đám cưới đúng không? Không ạ, em nhớ là cái hồi anh đi du học từ Anh về là em ở được vài tháng, xong rồi em chuẩn bị giấy tờ để đi du học thạc sĩ ở Đức. Thì sau 2 năm ở Đức, xong tốt nghiệp xong thạc sĩ ở Đức thì em mới quay lại về U để tổ chức đám cưới. Dạ. Được cái lý do nào mà hai bạn quyết định về Việt Nam sinh sống? Lý do hai vợ chồng muốn thử làm kinh doanh ở Việt Nam. Và trước khi hai em vào Hà Nội thì hai em ở bên Nha Trang.
là mở quán cà phê. Nhưng mà do Covid thì đóng cửa rồi. Đóng cửa rồi. Nhưng bây giờ nè, hỏi thiệt hai đứa nè, sống ở Đức cũng có thử rồi, dạ. Ở Anh cũng có thử rồi, dạ. Ở U thử rồi, Việt Nam giờ thích sống ở đâu nhất? Thấy ở đâu sống là phù hợp với mình nhất? Em thì thấy ở Việt Nam mình cũng là người Việt, nên là em cảm thấy rất là thoải mái, với con người rất là thân thiện. Với cái quan trọng nhất là ở Việt Nam rất là dễ để kinh doanh. Về vấn đề kinh doanh thì em thấy ở Việt Nam, bởi vì Việt Nam đang là một đất nước rất là phát triển, nên là bạn bè nước ngoài của em cũng đầu tư rất là nhiều về Việt Nam. Dạ. Tại vì vâng. Còn Sophia thì sao? Em Sơn á là người ta gọi là lá rụng. Lá rụng về cội. Lá rụng về cội rồi. Còn Sophia thì sao? Em có thích ở Việt Nam không? Em rất thích ở Việt Nam. Em cũng thấy ở đây rất là thoải mái. Nói chung là mình cũng thích thời tiết ở Việt Nam, bởi vì mùa đông không lạnh như, như ở bên châu Âu. Ukraine lạnh lắm đúng không? Dạ, Ukraine lạnh lắm. Rồi anh muốn biết là cái lễ cưới của em ở bên Ukraine thì cái phong tục của hai quốc gia đó, tại vì dầu gì cái gốc em cũng là người Việt Nam, dạ. Em cũng hiểu về đám cưới của người Việt Nam đó, vậy thì cái lúc mà tổ chức đám cưới của các em á thì nó có cái điều gì khác biệt không? Lúc tổ chức đám cưới ở bên bên Ukraine thì thì bọn em chú trọng về về phong tục tập quán của U và phong tục tập quán của Việt Nam. Mỗi chỗ mỗi bên lấy một chút. Lấy tại sao vì ví dụ khi gia đình chú rể qua đón cô dâu thì cũng phải chuộc. Có nghĩa là phải tặng quà, tặng tiền cho em gái hoặc là em trai. Mua chuộc đó. Mua chuộc ạ. Dạ. Khi mà mua chuộc được xong, rước cô dâu về thì bắt đầu thắp hương. Thắp hương bàn thờ tổ tiên. Wow. Thì thắp hương xong thì mới bắt đầu là tiến hành đến nhà hàng. Thì do là số lượng khách cũng đông, là một hai là không có thời gian để tổ chức chi tiết hơn nữa. Cho nên là gia đình cả hai bên đã quyết định lấy những cái thứ quan trọng nhất của hai nước để tổ chức phối hợp lại. Dạ vâng, đúng rồi. Em cái vụ mà mua chuộc á chẳng qua là hình thức thôi đúng không? Hình thức thôi ạ. Có bao giờ mà mua chuộc mà mấy cô em gái ở nhà không chịu, cái là không cưới được không? Không chịu thì lại phải tìm cách để nhiều hơn, nhiều quà hơn để mua chuộc. Lầy. Em nhớ cái đợt đó em mua chuộc em gái của Sophia, em mua chuộc gì không? Hết nhiều, tức là đó đó đúng rồi đó. Và em mua chuộc vật chất là những gì? Em gái thì đưa tiền, em trai thì đưa xe ô tô. Dạ. Em trai Sophia lúc đó mấy tuổi? Em trai 8 tuổi. 8 tuổi mua ô tô, đồ chơi đúng không? Dạ, điều khiển đúng không? Dạ vâng. Điều khiển. Còn em gái là bao nhiêu tuổi? Em gái thì 18 tuổi. Vậy là biết xài tiền rồi. Dạ vâng. Cho nên là mua chuộc bằng money. Dạ. Rồi. Coi như hai đứa là suốt quá trình yêu nhau là chỉ có yêu xa thôi. Dạ vâng, đúng ạ. Suôn sẻ, không có giận hờn, không có chia tay chia chân, không có gì hết trơn á. Tất nhiên là có ghen tuông rồi giận hờn. Do là cả hai là phải yêu xa cho nên là bọn em đặt ra mục tiêu là cố gắng học xong thì sẽ tổ chức đám cưới và về với một nhà. Nên là do có mục tiêu cho nên là cả hai bên đều cố gắng theo cái mục tiêu đó. Dạ vâng, tất nhiên là sợ yêu xa 4 năm thì những ngày lễ, những cái ngày Tết, những cái ngày quan trọng, ví dụ ngày lễ tình yêu thì hai đứa không được cùng nhau thì nó cũng rất là tủi thân. Nhưng mà cũng chỉ vì một mục tiêu thôi ạ. Chỉ vì mục tiêu cả hai. Nhưng mà anh nói thật Sơn nghe, trong khoảng thời gian mà em xa Sophia, dạ, cô này rất là xinh. Dạ. Đúng không? Thì anh hỏi em hiểu anh hỏi gì. Em ở nước ngoài, dạ, em có sợ mất Sophia? Em rất sợ. Em nói thật, tại vì em rất sợ, tại vì Sophia rất xinh mà Sophia lại lúc đấy là Sophia lại ở Việt Nam. Lại học lại học ở trường Đại học Xã hội và Nhân văn, cho nên là em phải tìm mọi cách để giữ được Sophia. Có nghe Sơn ghen không? Dạ. Anh Sơn có ghen không? Có. Đang hỏi giai đoạn cho yêu nên là nha. Trước, giai đoạn yêu á. Trước khi em sang Việt Nam, anh Sơn phải làm cầu hôn. Xin bố mẹ của em có được không? Coi như bố là mẹ
xác nhận chính chủ. Dạ vâng, ngồi đây đúng không? Đúng rồi. Xác nhận chủ quyền á. Dạ. Ừ. Bây giờ là lấy nhau được mấy năm rồi? 4 năm rồi ạ. 4 năm. Từ năm 2018. Vậy là tụi em cũng trường kỳ rồi ha. Dạ. 4 năm yêu nhau, 4 năm lấy nhau, dạ. 8 năm rồi. Gần một thập kỷ bên nhau rồi. Đúng không? Dạ đúng rồi. Trời ơi. Rồi vậy giờ anh Sơn anh có cái tật xấu gì không? Tật xấu thì nhiều. Sophia chắc biết cái phần này nữa. Dạ. Ai cũng có. Đâu Sophia kể đi, cái tật nào mà Sophia muốn anh thay đổi nhiều nhất? Thay đổi. Thực ra hồi xưa em thấy anh Sơn thiếu các lãng mạn. Thiếu lãng mạn. Thiếu lãng mạn. Có vợ đẹp vậy mà. Wow. Cho nên mà em nói cho anh ấy là phải thay đổi, phải kiểu mở cửa xe ô tô khi em vào các thứ kiểu ở châu Âu nó đã nồng, nó phải như thế. Gentleman. Và lãng mạn này rồi gì nữa. Và em thấy anh Sơn thay đổi rất là nhanh. Và em thích cái đấy, bởi vì anh Sơn là người nói thì ít nhưng mà làm thì nhiều. Đó. Và em rất là thích đàn ông, nó không thích đàn ông nói chuyện nhiều nhưng mà hành động thì ít. Không, đây là cái phần mà kể tật xấu. Dạ, kể tiếp. Đó. Kể tiếp tật xấu anh đi. Kể tiếp đi. Thiếu lãng mạn. Thiếu lãng mạn, còn gì nữa? Có bừa bộn không? Không. Có vứt đồ lung tung không? Chắc làm ít massage chan. Mình thích massage chan. Có nghĩa là ít khi làm massage chan. Ít khi chăm sóc vợ. Ít khi chăm sóc vợ. À, ít khi chăm sóc vợ. Không phải là ít khi chăm sóc vợ nhưng mà ít khi làm massage. Có nghĩa là Sophia thích massage chân. Dạ vâng. Mỗi lần. Nhưng mà Sophia có nói với anh biết rằng là em đang mỏi chân, em cần anh massage cho em. Em có nói không? Không. À, thích anh chủ động làm. Giờ giờ có ghen không? Có ghen không? Tới bây giờ còn ghen nhiều không? Chắc không. Không có gì nữa. Không ghen luôn. Dạ. Có nóng tính không? Nóng tính cho người khác nhưng mà sơ bội em thì không nóng tính. À, nóng tính với người bên ngoài. Dạ, vâng. Nhưng mà với vợ là không có nóng tính. Dạ. Đúng không Sơn? Em nếu mà vợ em nói thế thì chắc là thế. Đấy. Không, nhưng mà cái vấn đề mà massage chân á là đó giờ là em có biết rằng là vợ em rất muốn được em massage chân cho vợ. Em mới biết là vợ em thích massage. Em thích massage nhưng mà em ít làm. Thỉnh thoảng thì thỉnh làm. Thoảng thì mà... dạ. Ừ. Nhiều hơn. À, em muốn nhiều hơn. Đúng không? Em muốn nhiều hơn. Thôi giờ còn gì nữa không, hết à? Dạ hết rồi. Có bừa bọn vứt đồ lung tung không? Không, không còn vấn đề. Rồi bây giờ khui luôn nè, có mê game không? Mê xem Facebook coi như là mạng xã hội không? Mạng xã hội. Có bị nghiện không á? Không, không ạ. Có chơi game không? Có chơi game không? Chơi game nhưng mà ít, ít khi. Thôi gì cũng không phải thật xấu. Giờ chị mong muốn thay đổi là chị có massage cho Sophia. Massage chan là yes. Bây giờ một tuần mấy ngày nói luôn đi. Một tuần mấy đêm nè. Massage chân á. Em mong muốn ba lần một tuần. Đó. Ba lần một tuần. 2, 4, 6 hoặc 3, 5 cho người chọn. Được không Sơn? Đây là mong muốn của Sophia. Chắc nếu mà mong muốn của vợ thì chắc em phải sắp xếp. Nhớ em cũng xem được. Trời ơi, biết là biết gài liền luôn. Đó, bắt tay là đồng ý. Phải cảm ơn anh với chị Hồng Vân dạ, nha. Dạ, em cảm ơn anh chị. Giờ tới Sơn nè. Đó Sơn. Sophia có tật xấu gì cần thay đổi không? Người đẹp của em đó. Tật xấu thì em để ý thấy là ví dụ nhiều lúc là Sophia hay lập luận sai ấy, thì em cũng giải thích nhưng mà vẫn giữ cái lập trường của mình, không chịu thay đổi. Là bướng à? Bướng bỉnh, thỉnh thoảng là sẽ bướng bỉnh. Còn cái thứ hai thì em không biết là cái đấy là thật xấu hay không, nhưng mà sáng nào cũng phải có một cốc cà phê với một cái bánh sinh châu. Trời, cái đó lúc nào cũng thế. Cái đó là bình thường. Đúng không? Kể cả khi bánh sừng trâu ngon mà. Dạ, nhưng mà có nghĩa là một tuần ăn mấy lần? Nhưng mà anh Sơn là phải dậy trước và mua cho em. Có nghĩa là sáng nào cũng thích. Sáng nào cũng phải có một cái cốc cà phê nóng và cái đó là thói quen của người châu Âu hay sao? Dạ. Bố mẹ của chị ấy. Dạ. Bây giờ khi các cụ 80 mấy tuổi rồi, các cụ vẫn còn giữ thói quen đó. Dạ. Tại bố mẹ cũng đi học từ nhỏ. Dạ. Học ở bên đó từ nhỏ. Sáng nào cũng vậy, cứ bánh mì đi, cà phê sữa nóng. Cái gì đó. Bánh mì bơ.
Em có ăn bơ không? Đó có. Đó, cứ bánh mì bơ với một chút salad đó, hoặc là gì? Sesame không phải, cái gì gọi là salami. Salami. Dạ, đúng ạ. Ăn hoặc phô mai ăn hoài luôn. Từ ngày này qua tháng nọ luôn. Và Sophia là cứ bánh sừng trâu với một cốc cà phê nóng. Dạ vâng. Cái đó là tật dễ thương. Tật dễ thương. Tốt. Nhưng mà không phải là thích, phải là Sơn đi mua. Đúng rồi. Dạ. Đúng không? Phải là em đi mua, còn không bao giờ tự đi mua cả. Nhưng mà sau đó ăn thêm gì nữa không? Sau đó thì có thể nhịn đến tối luôn ạ. Ăn trưa, ăn tối. Ăn trưa thì em thấy xe ít. Phần lớn là ăn tối, ăn sáng, ăn tối. Rồi bây giờ hỏi nè, cô ấy có ghen không? Có chứ ạ. Cực kỳ ghen. Cực kỳ ghen luôn. Cực kỳ ghen. Bây giờ ghen với ai nè? Thì tại vì công việc của em là về online là chính, cho nên là Sophia có thể là ghen đùa ấy ạ. Có thể là ghen đùa, có thể ghen thật. Ví dụ mà ghen hình ảnh trên Facebook thôi. Có thể dạ vâng, ghen hình ảnh chứ trên Facebook. Chứ làm gì có người thật. Hoặc là ghen. Tại vì em Facebook của em là dùng để làm việc, thì có thể là người phụ nữ nào nhắn thì có thể là Sophia sẽ bắt đầu trêu. Hoặc là có thể bắt đầu nói ghen. Có lúc nào mà ghen mà cãi lộn nhau? Cãi lộn nhau thì về vấn đề ghen thì không ạ. Về chỉ về chỉ vấn đề cuộc sống gia đình. Tại vì cuộc sống gia đình thì không thể tránh khỏi những cái những thứ mà hai vợ chồng có thể là không đồng tình. Bây giờ chị hỏi nè, cái cách dạy con á, dạ. Ai là người cầm chịch? Có nghĩa là trong có xung đột về cách dạy con không? Dạ, dạ, dạ. Cách dạy con này ai là người dạy? Em là người dạy. Bởi vì thật ra em là giáo viên, cho nên là cái vấn đề dạy con rất là gần cho em. Em cũng nghiên cứu nhiều về các Montessori để dạy con rất tự do. Có nghĩa là Sophia là người chính. Dạ đúng rồi. Vậy là em có khi nào em xung đột về cái cách dạy với Sophia? Xung đột nói để nói hẳn là xung đột thì không ạ. Ví dụ em có thể góp ý. Tại vì do là sống ở Việt Nam thì em cũng phải dạy bé nhà em là cũng phải biết phong tục tập quán của Việt Nam. Cho nên là nhiều lúc là nếu mà dạy theo sống theo kiểu châu thì cũng không đúng lắm. Cho nên là nhiều lúc là cũng phải góp ý để cho em bé vâng, để cho em bé biết về phong tục tập quán Việt Nam, biết về cách sống ở Việt Nam như thế nào. Mà ông bà nội giờ đã về Việt Nam chưa hay là vẫn ở bên kia? Ông bà nội thì ở Việt Nam lâu rồi ạ. Ở Việt Nam lâu. Dạ vâng. Ở mỗi nơi một chút. Dạ đúng. Ông bà có can thiệp nhiều vô cái việc dạy con của tụi em không? Không can thiệp nhiều, nhưng mà thỉnh thoảng thì có góp ý ạ. Dạ. Thì cách dạy của người nước ngoài với người Việt mình có nhiều cái khác nhau lắm. Đúng rồi, khác rất nhiều. Khác nhau. Dạ, vâng, khác rất nhiều luôn. Nội mà cái chuyện mà cho em bé mà khi nó té xuống á. Dạ đúng rồi. Rồi nước ngoài là để tự đứng lên. Còn người Việt Nam mình là ông trời. Xong rồi đánh đất gì thường lắm đó. Đó thì thường những cái đó là hai cái xung đột lắm. Đúng không? Dạ đúng ạ. Đúng. Nhưng mà bạn Sơn này cũng đã là sinh ra ở Ukraine cho nên là ít nhiều gì là cũng là người Ukraine rồi. Dạ vâng. Và bố mẹ của anh Sơn cũng sống ở bên Ukraine 20 năm. Hơn 20 năm. Cho nên là bố mẹ em cũng hiểu. Cho nên là cũng chỉ có góp ý thôi. Rồi bây giờ Sơn mong muốn Sophia thay đổi điều gì? Nếu như có. Thật ra nếu mà đã yêu nhau rồi mà đã về cùng một mái ấm và có cả con rồi thì em nghĩ là những cái thói hư tật xấu ấy cũng sẽ thành là những cái tính tốt thôi. Tại vì mình yêu vợ mình cho nên là em thật ra em cũng không biết là có cái vấn đề gì để thay đổi. Thôi cứ để nguyên vậy luôn. Cứ để nguyên như vậy và chồng con sẽ mãi mãi yêu. yêu Sophia. Sophia có lãng mạn không? Sophia rất là lãng mạn. Vậy thì em cũng nếu mà như vậy á thì hoặc là em phải ước, em phải mong là Sophia ơi em bớt lãng mạn lại. Hoặc là em phải nói là Sophia ơi anh hứa với em, anh sẽ thật là lãng mạn để phù hợp với em. Đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng rồi. Bắt buộc đúng không? Đúng không Sophia? Bây giờ cho Sophia đó là nghĩa là chị Vân đang gợi ý cho Sophia. Bây giờ cho em thêm một cái điều mong muốn nữa. Thì em nói đi, em mong muốn điều gì? Sơn ơi. Nói bằng tiếng Ukraine. Mong muốn. Anh Sơn sẵn nào phải mua một cốc mì cà phê sữa nóng và một bánh sinh châu
Cho em. Cho em. Và một tuần. Và sau đó một mùa bánh xin chào cho bé Alisa nữa. Ừ, nhưng mà còn một tuần thì ba lần gì? À, và ba lần massage chân. À, trời ơi. Ơi. Xem đỏ mặt luôn kìa. Đỏ mặt là mắc cỡ là đồng ý đó. Ok, hôm nay nhân dịp đến với chương trình này thì thật sự là trước khi chia tay các bạn thì phải nói là rất là chúc mừng Sơn với Sophia. Các bạn đã có một cái mối tình rất đẹp. Và để có được ngày hôm nay, rõ ràng là để có được hạnh phúc như hôm nay, để có được nụ cười hạnh phúc, thì rõ ràng là các bạn đã trải qua rất là nhiều câu chuyện yêu thương với nhau. Và hạnh phúc là một lựa chọn. Các bạn đã lựa chọn đúng người, đúng đối tượng để mà chúng ta có thể là trao hết tất cả những tình yêu cho nhau. Chúc mừng các bạn. Cảm ơn anh chị. Chúc hai bạn hạnh phúc nha.